Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào anh. Dạ, tôi anh chào mảnh ghép yêu thương, anh chào Minh Hoàng. Dạ. Dạ, anh chào quý vị khán giả cộng đồng mạng nha anh. Anh chào quý vị khán giả cộng đồng mạng. Rồi, anh cho mọi người biết tên cũng như tuổi của anh luôn đi. Anh tên là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1963, tức là Quý Mão, năm nay được 61 tuổi. Dạ, anh Nguyễn Văn Dũng, năm nay 61 tuổi. Quê quán thì ở Trà Vinh. À, quê quán ở Trà Vinh. Hiện thì làm ở tại ngành cơ khí hệ chính xác cao. Tiện sinh thi á, em biết rồi đó. Dạ. Ở tại Phú Sinh Nhà Bè. À, ở Phú Sinh Nhà Bè ha. Và anh... Rồi anh Dũng nè, anh có cho phép mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của anh đăng lên mạng xã hội không anh? Anh đồng ý. Yeah. Anh Dũng nè, anh ngồi ngay là anh Dũng, anh ngồi ngay lại đó cho nó đẹp cái hình ảnh mình nha. Mọi khiếu nại sau này của gia đình anh cũng như bản thân anh yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video xuống là không được. Đúng vậy, anh là người quyết định cái sự việc đó. Yeah. Anh Dũng nè, anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Anh đồng ý, anh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hiện nay tình trạng hôn nhân gia đình của anh Dũng ra sao anh? Thật ra thì trong đời sinh viên lớn lên rồi anh lập gia đình, nhưng mà lập gia đình rồi hai người thương với nhau ở. Đến được mười mấy năm thì bất đồng. Lý do bất đồng là do anh không có con với họ. Cô ấy có một bầy con, thành ra con nó càng ngày nó càng lớn, nó có một cái sự nhìn lệch lạc á. Yeah. Nhìn về một người nói thì cái dễ hiểu là nhìn về một người cha ghẻ một cách lệch lạc. Yeah. Có những cái cú sốc mà anh giữa anh với mẹ của mấy đứa bé đó, nó bị rạn nứt, rồi từ đó anh bất mãn, anh bỏ nó đi và anh đi luôn cho tới ngày hôm nay. Anh không về. Lâu chưa anh bỏ đi lâu chưa anh? Anh đi nay cũng khoảng chừng 11 năm, 12 năm. Có nghĩa là anh với chị đến với nhau không có làm hôn thú. Không có làm hôn thú, không có tổ chức đám cưới, chỉ vì mình thương cái nghịch cảnh mà cổ khó khăn đó. Anh thì hồi xưa hồi trẻ thì anh đi sửa máy xe cơ giới, xe nâng rồi đó, xe cuốc, xe đào đó. Thì anh gặp cổ ở bên Nhân Trạch, Đồng Nai. Và từ đó thương nhau rồi ở với nhau cũng được mười mấy năm, và cũng đồng thời thôi cũng mười mấy năm. Nguyên nhân là do anh với chị không có được một người con nào hết. Đúng vậy. Dạ. Cái lỗi đó là anh thì nói xin lỗi với em, cái lỗi mà anh với cổ sống hoặc là anh sống nhiều người đàn bà khác mà bị rạn nứt là cũng một phần lỗi là do anh không có con với họ. Anh có đi khám không? Anh có đi khám bác sĩ chưa? Anh có đi khám nhiều nơi. Hồi còn mười mấy 20 năm thì trước anh đi khám rất là nhiều lần, nhiều chỗ. Rồi bác sĩ có cho anh cái kết quả như thế nào không? Có chứ, nhưng mà lâu lắm rồi, anh đi làm tưới trung hết đó, thì do là bác sĩ nhờ khám xét là do anh không có khả năng sinh con với bất cứ người đàn bà nào. Có nghĩa là anh mãi mãi là vô sinh. Vô sinh. Dạ. Yeah. Rồi khi anh bỏ đi mười mấy năm nay, anh có quen được cô nào bên ngoài nữa không anh Dũng? Anh nói thật với chú này, anh không quen cũng nhiều. Anh cũng đi đến với họ để rồi mình muốn có một cái gia đình giống như mọi gia đình khác. Yeah. Trong những cái lúc mà mình làm ăn cực nhọc hay là khó khăn gì đó, có người kế bên để mà an ủi. Yeah. Cũng không có được may mắn là ở cái điểm đó đó. Đôi khi anh đi làm khắp nơi khắp xứ, rồi khi anh quay trở về có những cái lời lẽ nó bất đồng quá đi,
mình thì bị xúc phạm, mình cảm thấy mình bị anh rồi thôi anh từ từ đó thì anh tránh xa đi. Hiện giờ thì nói tóm tắt ra thì anh đang độc thân. Hiện nay anh ở bên nhà bè đó, Phú Xuân nhà bè đó là nhà của anh hay là anh ở thuê? À, không, anh ở tại xưởng của thằng em trai út, bởi vì ba anh em mấy anh em cùng với nhau lập một cái công ty và anh ở không giữ xưởng luôn. Anh ở ra ngay văn phòng của xưởng luôn ha. Ngay của xưởng luôn. Rồi anh Dũng nè, anh làm ở đó lương thu nhập cao không anh? Lương anh thì căn bản là một tháng 9 triệu, nếu mà tăng thì là khoảng chừng 12 triệu hoặc là 15 triệu trở lại. Căn bản con ca thì là 9 triệu. Với 10 cho nó là 12 triệu đi. Ở thành phố Hồ Chí Minh anh không có bị mất tiền nhà, tiền điện nước. Anh chỉ xài cho bản thân anh thôi thì chắc cũng ổn ha. Coi như cái cuộc sống của anh, nếu nào nói về trên lương mà độc thân như anh thì tại vì anh sống ổn. Không có không có túng thiếu. Rồi mười mấy năm nay anh Dũng là anh có về Trà Vinh không? Thỉnh thoảng thì đôi ba năm anh mới về một lần, bởi vì ở dưới Trà Vinh hiện bây giờ thì chỉ còn cái nhà từ của cha mẹ để lại cho anh thôi. Và chị thứ hai còn bao nhiêu là đều ở trên trên Sài Gòn này hết. Gia đình của anh được 8 anh em. Anh là thứ ba, thứ tư, nhưng mà anh là trai trưởng trong gia đình. Có nghĩa là mấy chị lớn thì là mấy chị, anh là giống như thứ ba, thứ tư mà là trai lớn nhất ở trong gia đình. Là trai trưởng trong gia đình, nói theo người nam mình đó, anh là trai trưởng. Chị hai, chị ba thì anh thì anh sinh ra được 8 người con, tức là ba trai 5 gái. Xem kẻ nha. Mỗi lần anh về quê vậy đó, rồi có gặp lại mặt lại người vợ trước của anh không? Chờ người vợ thời sinh viên đó. Thì đó bây giờ là cổ với con của cổ là đang ở bên Nhân Trạch. Ở Nhân Trạch. Rồi khi mà còn thuận thảo với nhau, không có bất đồng ý kiến với nhau thì anh sống ở bên Nhân Trạch. Đây anh làm một Phú Xuân nhưng mà anh về Nhân Trạch. Khi mà bị rạn nứt, bị mất mát rồi anh đi bỏ Nhân Trạch, anh tức nghĩa là bỏ vợ anh đi về bên Phú Xuân nhà bè anh ở luôn cho tới bây giờ. Trong cái quá trình đó thời gian đó thì anh có gặp rất là nhiều người phụ nữ, để mà cái tâm tâm của mình là mình muốn thật lòng mình sống với họ để có sự chăm sóc cho nhau, đồng cảm với nhau. Nhưng mà đôi khi có những người đàn bà họ ham con, mình nói thì xin lỗi là vậy, thành ra sắp mà không có con thì nhiều khi họ cũng bất mãn. Đúng rồi. Phụ nữ mà ví dụ như họ chưa từng có con thì họ cũng khao khát có được một đứa con, nhưng mà chẳng may anh Dũng bị một cái chứng bệnh nó vô sinh, thì cái này không phải là ý của anh nhưng mà cũng một phần nào đó. Nó là cái tác động làm cho rạn nứt cái gia đình. Rồi thì thôi, chuyện buồn thì nó cũng là quá khứ, nó cũng đã qua rồi ha. Thì hôm nay anh cũng tuổi cũng đã cao rồi, cũng 61 rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ mình tìm cái nửa cuộc đời còn lại của mình để là làm bạn vui vẻ nè, rồi bệnh đau có nhau, chăm sóc lẫn nhau thôi, chứ còn bây giờ con cái gì nữa, giờ cũng cao tuổi rồi. Rồi bây giờ anh Dũng nè, anh muốn mảnh ghép yêu thương giúp đỡ anh tìm cái mẫu người phụ nữ như thế nào mới hợp với cuộc sống hiện tại của anh. Anh thì cũng không có đòi hỏi gì nhiều về cái vấn đề cái mục tiêu cái người mà phụ nữ, nhưng mà có điểm thứ nhất là có những cái điểm chuẩn là người có cái đạo đức, người có học một tí xíu. Hồi xưa anh là giáo sư bên kỹ thuật mà. Cái
nữa là biết yêu thương nhau, biết chia sẻ nhau và biết đùm bọc với nhau. Cái tương lai cũng như cái hiện tại. Còn cái quá khứ thì mỗi người ai lớn lên đến từng tuổi như anh hoặc từng tuổi em hoặc những như từng tuổi của những cái cô đó thì có quá khứ ai cũng có. Anh cần hiểu tiến tới cái tương lai và biết chăm sóc cho nhau ở cái tuổi xế chiều. Còn cuộc sống sinh hoạt thì nếu mà cổ có một cái nghề hoặc là cổ có một cái công việc ổn định cộng với công việc của anh nữa thì nó được hoàn hảo hơn trên cái cuộc anh chỉ mong gì hết. Còn về tuổi tác cổ thì 50+ cũng được rồi, bởi vì anh 60 ngoài rồi. 50 bây giờ cái độ tuổi anh kiếm cỡ khoảng 58 đổ đến 50 được không? Cỡ đó được rồi em, cũng anh cũng không phải cần trẻ lắm đâu. Tuổi anh cũng lớn rồi, anh cũng cần có những người tuổi đứng đứng cái phiếu này nha, để nó đồng cảm với nhau hơn. Rồi anh có cần chị đó chiều cao cân nặng không? Cũng không cần cái mô tiết phải là đòi hỏi cao lắm, nhưng cũng vừa vừa thấy cũng khoảng gần 1m55-56 được rồi. Bởi vì anh hiện giờ là chiều cao anh là 65. Thì cô đã 55-56 hoặc là 57-58 gì rồi, thì theo cái tiếp mà dễ nhìn là được rồi ha. Là được rồi, đúng rồi, ok. Rồi những cái chuyện khác anh có muốn không? Anh nói ra luôn, ví dụ như là chị đó không có những cái tật thói hư tật xấu, những cái tệ nạn này nọ rồi đó, anh cứ bày tỏ hết đi. Anh cũng mong rằng là cái người người phụ nữ đó ở tương đồng về tuổi, am hiểu với nhau, chia sẻ với nhau những cái sự vui buồn và biết chăm sóc nhau ở cái lúc mạnh khỏe cũng như lúc bình hoạn. Khác hơn nữa là người phụ nữ đó có cái đạo đức là được rồi. Có nghĩa là không dính vô những cái trò đen đỏ, những cái tệ nạn anh ha. Thôi hư của xã hội. Rồi thì như nãy anh nói có nhà cũng được, không có nhà cũng được hả? Đúng rồi. Bởi vì anh thì hiện tại ở Sài Gòn thì anh không có nhà, là bởi vì công nhân mà sống cái nhà ở thành phố thì anh biết là nó cũng là một cái vấn đề khó khăn. Đúng rồi, đâu phải muốn có cái nhà ở Sài Gòn đâu phải chuyện dễ đâu anh. Từ của cha mẹ mất rồi để lại cho ở ngay trung tâm của tỉnh Trà Vinh. Rồi bây giờ vậy nè anh Dũng, nếu mà chị đó đạt được những cái tiêu chí mà anh đưa ra đó thì bây giờ hiện tại bây giờ nè, nếu mà chị đồng ý theo anh thì anh chị sẽ có cái định hướng sống ở đâu? Bên xưởng anh rộng thì em nó có thể nó dàn xếp anh ở ở tại một cái xưởng, hoặc là nếu cô muốn thoải mái hơn nữa thì tụi em mướn nhà trọ ở. Vấn đề chi phí nhà trọ anh thừa khả năng lo, hoặc là chi phí cuộc sống hàng ngày anh cũng thừa, anh có điều kiện để anh lo. Rồi cái thứ hai nữa, thí dụ như chị đó thích mua bán làm ăn á, anh có thể đầu tư hay là giúp cho chị có một cái sự mua bán gì đó ở một cái điểm nào đó không, thí dụ? Anh đồng ý. Anh cái sự việc lớn lao hơn thì anh không dám hứa, nhưng mà cái vấn đề mà tài chính đi buôn bán, đi kinh doanh tập quá hay là cà phê gì đó thì anh có cái điều kiện, anh có khả năng. Đúng rồi. Khi sự việc lớn lao hơn nữa thì anh phải nhờ vả đến em út. Rồi làm ăn hiện thời thì hai người anh đang làm ở Sài Gòn, cuộc sống thì nó cũng đang ổn. Chị về mà chung tay làm ăn với anh nữa, nhưng mà lớn tuổi chút xíu nữa, anh có dự định trở về quê nhà của mình ở trong cái căn nhà của ba mẹ anh để lại không? Chắc cũng phải vậy thôi em, là bởi vì em biết rằng là lớn tuổi rồi cái khả năng mình làm ra tài chính nó có cái giới hạn. Mà nhà ở thành phố thì là một cái vấn đề khó đối với mình. Để mà cha mẹ có để lại cho cái nhà từ, tức là nhà để mà kỷ niệm của cha mẹ đó. Thì lại cho anh cái căn nhà đó. Còn em anh đó với chị anh thì mỗi người có
riêng, có cái nhà cửa, họ có cuộc sống riêng rồi. Giống như là nhà thờ. Đúng rồi, bây giờ anh vẫn có quyền về cái căn nhà thờ của ba mẹ, mình ở đó để mình thờ cúng ông bà cha mẹ ha anh ha. Đúng rồi, bởi vì cha mẹ mất thì ông bà, trước khi ông bà mất ông bà cũng trói, là vì thương anh lại không có con. Cái sống với vợ đó được lâu dài hay không, làm ra dành cái căn nhà đó cho anh. Khi mà anh tuổi không còn khả năng làm nổi nữa thì anh gì đó. Đó là cái ý nguyện của cha mẹ anh khi mất mà trói lại với mấy đứa em đó. Anh Dũng nè, nãy giờ hai anh em mình tâm sự với nhau á, em cũng cảm thông được cho cái nỗi khổ tâm của anh trong cái vấn đề tế nhị đó. Nhưng mà có cái em nhận ở anh có một cái lời nói rất là chân thật, anh không có giấu giếm một cái điều gì cả. Em rất là tôn trọng anh, ngưỡng mộ anh, có cái là mình nói thật, nói thẳng. Những cái chuyện đó thì thường thường người ta ưa giấu giếm lắm, nhưng mà anh sẵn sàng anh nói thật ra thì chứng tỏ kết nối bên anh nó không ổn định. Thì anh cũng nói thật, anh cũng nói thật cho em là như thế này. Cha anh, gia đình anh cũng là thuộc về thành phần khoa học, trên cái quốc cha anh do hồi trước năm 75 ổng là giáo sư. Rồi kế tiếp giải phóng vô thì anh cũng học được kỹ thuật cao thắng ra, anh cũng dạy một thời gian cho đến năm 82 thì anh 82 đi vượt biên, rồi anh bị ở tù về thì chính phủ không cho anh dạy nữa. Rồi anh ra anh làm thạo luôn cho từ thời điểm đó cho đến ngay bây giờ. Mà cái nghề chuyên môn của anh ngày xưa đó là cái nghề động lực học, tức là anh sửa máy nổ các loại. Rồi sau này thì anh thấy anh lớn tuổi rồi, anh đi nay đi nơi này mai đi nơi kia nó gian nan quá, thế anh mới về lại công ty của thằng em trai út của anh này, hiện giờ anh, nơi mà anh đang làm nè đó, là anh về anh làm thuê lại cho nó. Một tháng là lương nó trả cho anh là 9 triệu, nó bao ăn nó bao ở, nếu anh tăng ca thì được anh được khoảng 12 triệu hoặc là 14 triệu một tháng đó. Cái căn bản của anh, cái thực tại của anh hiện tại giờ nó là như vậy đó. Không, như vậy em thấy nó cũng ổn mà anh. Dạ rồi anh Dũng nè, anh thì, anh, nó cũng ổn. Anh có cái ưu điểm khuyết điểm gì không? Mạng mạng bên anh nó yếu anh Dũng. À, cho bên anh em mạng cũng yếu đó em. Dạ dạ. Em có thấy không? Không, để chút xíu đi, để chút xíu nữa nó ổn định được cái anh em mình nói tiếp. Anh alo. Rồi anh nè, anh Dũng nè. Được rồi anh, được rồi. Anh cuộc sống anh có điểm mạnh điểm yếu nào không, cái ưu điểm khuyết điểm á? Cái ưu điểm của anh đó thì thật ra mà nói anh mê sai trong cái công ăn việc làm. Yeah. Như cái cuộc ngày. Còn cái ưu điểm, còn yếu điểm của anh thì anh có những cái tính nó hơi trực tính, nói chuyện nó ngay thẳng đối với người phụ nữ hay là đối với bạn bè. Tức là những cái gì mà nó nghịch ý là anh nói hoạch tẹt ra, nói thẳng ra với anh, không có để trong lòng được. Thành ra cái người phụ nữ nào mà nếu về sống với anh mà họ hiểu được cái tính của anh á, anh thì tất thật có nhau anh nói vậy, họ hiểu được cái tính của anh á thì họ mới có thể sống với anh được. Vì anh một phần cũng hơi khó tính, khó tính gì cách ăn nói. Alo. Dạ em nghe anh, nhưng mà mạng bên anh nó bị đứng hình đó, nó yếu á. À, bên anh thì hình như nó vậy đó em ạ. Giấc tối là mạng nó yếu lắm, hay là tại cái điện thoại anh mạng yếu? Đúng rồi. Chắc em nghĩ anh cũng có thể đổi cái điện thoại khác được rồi đó. Nhiều khi camera nó bị hư.
Có một cái anh cũng hai cái rồi, nhưng mà một cái hư anh bỏ sửa anh chưa có lấy về, còn cái này anh lấy đang xài đỡ đó chứ. Em biết rằng làm cái ngành cơ khí, cái ngành sơ ý bỏ trong cái túi trên đó là mình không tới không lui, mình lấy đồ của mình nó rớt, nó nứt này nó bể hư cái kia, nó cũng hao nhiều lắm. Cái ngành anh, ngành cơ khí của anh mà anh làm cũng hao điện thoại cũng nhiều lắm, Rồi. nhắm mua mấy cái tốt. Nãy giờ anh em mình trò chuyện cũng rất là vui vẻ và cởi mở. Thì các chị nếu mà xem được cái video của anh Dũng nãy giờ trải lòng mình nói hết ra rồi đó, các chị nào thấy đồng quan điểm với anh Dũng ở trong cái cuộc sống còn lại thì hãy nhanh tay bắt máy lên gọi đến chương trình, thì chương trình sẽ sắp xếp cho anh chị có cuộc gặp gỡ trò chuyện tìm hiểu với nhau. Nếu mà thấy tốt hơn nữa thì chúng ta cùng nhau tiến xa hơn, còn không thì xem như những người bạn đời anh Dũng ha. Đúng rồi, anh cảm ơn em, anh cảm ơn chương trình Mảnh Ghép Thương và cộng đồng của mạng để đồng cảm cho anh ở trong cái chịu. Anh Dũng à, anh có biết hát không? Anh hát hay, anh biết Hát hay hát, lắm anh hả? biết hát rất là nhiều. Anh nhìn nhìn anh chắc em nghĩ anh thích hát nhạc Trịnh Công Sơn lắm phải không? Rồi biết nhạc một thiên nhiên rồi đó, từ Công Phụng rồi. Dạ bây giờ anh có thể tặng cho quý vị khán giả cũng như nửa mảnh ghép còn lại của anh ở đâu đó một bài hát mà anh yêu thích được không? Anh thì nói cho nghe ra anh hát thì anh phải coi trên mạng anh hát mới được, là bởi vì nhớ thì anh không có nhớ chữ được, nhớ thì anh không có nhớ hết, và bởi vì chẳng hạn như là nhạc Đêm Đông hay là của Đêm Đông của Nguyễn Văn Thương rồi đó thì nhảy tựa thì anh nhớ, nhưng mà cái bắt vô đề á, vô nhịp á, lúc thì anh không có nhớ. Anh thuộc anh từ từ hát cái bản nào mà anh thuộc nhất? Cái bản mà anh thuộc nhất là của Ngô Thị Miên, tức là nhạc của Niệm Phút Cuối. Bản gì anh? Niệm Phút Cuối. Ồ, Niệm Khúc Cuối, bản đó hay lắm, anh hát tặng quý vị khán giả cũng như nửa mảnh còn đợi của anh nha. Nhưng mà anh phải có mà có một cái điện có một cái anh không có thuộc, anh chỉ hát ở trên vi tính hoặc là anh hát ở trên Có màn mới hát được. sao đâu anh, thì mình nhớ khúc nào mình hát khúc đó. Thôi bây giờ em bắt bắt đầu cho anh đi, vô nhịp cho anh cái đi. Bắt cho anh hả? Vậy em hát luôn nha. Em bắt Cái nhịp thôi. Anh biết rất là nhiều tựa nhưng mà vô nhịp. Niệm Khúc Cuối rất rất là hay của nhạc sĩ Ngô Thị Miên. Anh không nhớ Anh không có nhớ, bởi vì thật ra thì hát thì hay nhưng mà phải có màn hình rồi có chữ nó hiện lên thì anh mới hát được, là bởi vì mình cũng lớn tuổi rồi, không có chú tâm về vấn đề đó nhiều. Chú tâm rồi về bây một giờ em nhắc anh để anh hát nha. hoặc là em mở nhạc trong máy Không lên được, là anh không biết. được, mở nhạc nó sẽ bị dính bản quyền. Bây giờ em nhắc cho anh nhớ anh hát ha. Dù cho mưa Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời, dù dù cho cho mưa hay bão giông tố sẽ cuốn qua đi. Rồi thôi vậy đi. Tôi dù đọc tập có gió lần đây có thiết bùng lầy có lá mè mày, dù sao dù sao đi nữa
Tôi cũng yêu em. Rồi mãi đây tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Rồi, để đi em. Tiếp tìm môi nhau cho Nhiều nhau xe giá nát tim đau rồi đưa mày đôi tay có gì được rồi. vừa đôi tay ước muôn tù đầy Biết nói một ngày rồi thôi đây vậy đi tập lại đi. rồi cảm ơn anh Dũng rất là nhiều đã dành thời gian quý báu để anh em mình có cuộc trò chuyện ngày hôm nay ha. À, thôi bây giờ anh nói tóm tắt lại như thế này, anh cũng cảm ơn chú Minh Hoàng và cảm ơn cái chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương và cảm ơn các đồng mạng để cùng một cái quan điểm cùng chia sẻ với anh cái niềm vui cũng như buồn để thúc đẩy cho anh có một cái tinh thần, có một cái nghị lực sống cho nó được yêu đời hơn. Rồi Mảnh Ghép Yêu Thương cũng chúc anh Dũng sớm ngày có được cái nửa mảnh ghép như ý muốn của anh ha. Rồi bây giờ anh chào quý vị khán giả để anh em mình kết thúc chương trình nè. Anh xin chào Mảnh Ghép Yêu Thương, chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương. Anh chào chú Minh Hoàng và anh xin chào hết tất cả cộng đồng nam và nữ tiếp nối với nhau, hàn gắn với nhau, tạo cho nhau một cái niềm vui ở trên cái chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Trước khi kết thúc video, Mảnh Ghép Yêu Thương cầu chúc quý vị và các bạn có một năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào anh Dũng nha.